Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp đến, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 5 đoàn đến thăm gia đình liệt sĩ công vận và các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ. Sáng ngày 21 tháng 12, đoàn do đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà cho một gia đình liệt sĩ công vận tại quận Tân Bình và gia đình ba đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ở quận 7, quận 8, quận Tân Bình. Tại các gia đình, đồng chí Trần Đoàn Trung ân cần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh đóng góp to lớn của các liệt sĩ trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh như ngày nay. Nhận lời cảm ơn và chúc Tết của đồng chí Trần Đoàn Trung, đồng chí Lê Tú Cẩm và đồng chí Nguyễn Hồng Thi, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, và bà Võ Thị Hồng Hoa, vợ của đồng chí Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, và chị Nguyễn Thị Hòa Bình, cháu của hai liệt sĩ công vận Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Văn Dẫn, rất vui mừng xúc động. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Đoàn Trung đã trao cho mỗi gia đình 1 triệu đồng cùng một phần quà Tết. Hàng năm thì cứ cái dịp sắp Tết Nguyên đán thì Liên đoàn Lao động vẫn giữ được một cái nề nếp là đến là thăm chúc sức khỏe những cán bộ lãnh đạo cũ của Liên đoàn Lao động thành phố, thì tôi cho rằng đó là một cái truyền thống rất là đẹp của dân tộc mình mà Liên đoàn Lao động chúng ta giữ được. Bà nội em có hai chú hy sinh và con nuôi của nội một chú nữa, là tổng cộng là ba. Bà nội em được phong bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt gia đình là em cũng cảm ơn bên Liên đoàn Lao động đã năm nào cũng vậy đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình. Gia đình cũng rất là xúc động.